6 mẫu ô tô Trung Quốc ra mắt Việt Nam ngay trong tuần sau, phần lớn là crossover phân khúc H, có đủ cả xăng, điện và hybrid, nhiều công nghệ đáng chú ý. Omoda E5. Đại diện Chery Việt Nam tiết lộ mẫu xe thuần điện này sẽ có mặt tại một sự kiện gặp mặt truyền thông và giới thiệu sản phẩm tại Hà Nội diễn ra vào ngày 12 tháng 6 tới đây. Không loại trừ khả năng mẫu xe này sẽ được công bố giá bán. Mẫu xe thuần điện Omoda E5 mới đây đã bị bắt gặp khi đang vận chuyển tại Hà Nội, và cũng là lần đầu tiên mẫu xe bị bắt gặp tại đây. Trước đó, Omoda E5 từng xuất hiện trong một sự kiện lái thử diễn ra tại Hải Phòng. Mẫu xe này có kích thước lần lượt đạt 4.424, 1.830, 1.588mm, chiều dài cơ sở 2.630mm, trọng lượng đạt 1.785kg. Những thông số trên cho thấy Omoda E5 sẽ cạnh tranh trực tiếp với VinFast VF6. Xe dùng pin 61kWh kết hợp với motor điện chuyển động trục trước có công suất 204 mã lực. Với hệ thống trên, xe tăng tốc từ 0 lên 100 km/h mất 7,6 giây, tầm vận hành tối đa 430 km, theo chuẩn WLTP. Công nghệ sạc nhanh hỗ trợ phục hồi 80% bằng nguồn 110 kW trong 30 phút. So với VF6 Eco, mẫu Omoda E5 có tầm vận hành tối đa lớn hơn khoảng 30 km. Một số trang bị nổi bật của mẫu xe này dự kiến có camera 360 độ, cảm biến trước sau, H, hệ thống an toàn chủ động ADAS, hai màn hình kích thước 12,3 inch. Đáng chú ý, Omoda E5 được trang bị bộ vi xử lý Qualcomm 8155 cho màn hình trung tâm nhằm thực hiện các thao tác mượt mà, không có hiện tượng giật lag. ZOOZ7. Mẫu xe này cũng sẽ xuất hiện tại sự kiện gặp mặt truyền thông và giới thiệu sản phẩm tại Hà Nội, diễn ra vào ngày 12 tháng 6 tới cùng với Omoda E5. Hai thương hiệu con của Chery gồm Omoda và ZOO đều được phân phối tại Việt Nam bởi tập đoàn Zeo Eximco. Trước đó, tại một sự kiện do Chery tổ chức tại Trung Quốc, hãng xe này xác nhận sẽ mở bán ZOO Z7 tại Việt Nam với phiên bản plug-in hybrid PHEV. Hiện nay, mẫu xe này mới chỉ xuất hiện trong nước và được giới truyền thông lái thử phiên bản thuần xăng. Xe sở hữu kích thước dài rộng cao lần lượt 4.500, 1.865, 1.680mm, chiều dài cơ sở 2.672mm, khoảng sáng gầm 200mm và có khả năng lội nước 600mm. Có thể thấy, Z7 sẽ cạnh tranh với Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Kia Sportster, Ford Territory, Honda CR-V hay Beijing X7 khi mở bán tại Việt Nam. ZOO Z7 phiên bản plug-in hybrid PHEV sử dụng máy xăng tăng áp 1.5 lít kết hợp motor điện cùng hộp số dedicated hybrid transmission DHT. Xe có thể chạy 98 km mà không cần dùng đến động cơ xăng và 1.200 km khi vận hành kiểu hybrid. Hiện nay trong số đối thủ sẽ cạnh tranh tại Việt Nam, chỉ có CR-V sử dụng hệ dẫn động hybrid. Mẫu xe Trung Quốc này sở hữu nhiều trang bị nổi bật như công nghệ an toàn và hỗ trợ lái nâng cao, ADAS, 10 túi khí, kính cách âm hàng ghế trước 3 lớp, màn hình giải trí 14,8 inch dạng dọc, kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Bộ 3 sản phẩm BYD. Một trong những thương hiệu xe lớn nhất Trung Quốc, BYD sẽ tổ chức sự kiện lái thử tại thành phố Hồ Chí Minh dành cho giới truyền thông vào ngày 15 tháng 6 tới. Ba mẫu xe được xác nhận mở bán tại Việt Nam gồm BYD Xin, BYD Dolphin và BYD Atto 3 sẽ là những cái tên có mặt tại sự kiện lái thử. Khi mở bán, BYD Dolphin sẽ thuộc phân khúc hatchback hạng B, tương tự Toyota Yaris. Chiếc BYD Atto 3 sẽ có kích thước tương đương Toyota Corolla Cross, còn BYD Xin ngang phân khúc Toyota Camry. Điểm chung là cả 3 mẫu BYD đều là xe thuần điện. Các đại lý đã chào đặt cọc 3 mẫu BYD mới này. Một đại lý BYD tại thành phố Hồ Chí Minh còn cho biết đang có khuyến mãi cho khách hàng đặt mua xe sớm. Đó là voucher mua phụ kiện trị giá 15 triệu đồng. Trong trường hợp khách không lấy xe, đại lý này sẽ hoàn cọc và vẫn tặng voucher trị giá 5 triệu đồng. Tầm vận hành của 3 mẫu BYD dao động từ 400 đến 700 km trên lần sạc, tùy thuộc vào từng xe cũng như dung lượng pin đi kèm. Điểm đáng chú ý đó là tại một sự kiện tổ chức dành cho giới truyền thông Việt Nam, tại Trung Quốc vào tháng 4 năm 2024, hãng xe này xác nhận sẽ không mở hệ thống trạm sạc công cộng dành cho xe điện khi mở bán. Lincoln Co 6. Sau bộ 3 Lincoln Co 1, 5 và 9 mở bán chính thức, thương hiệu xe Trung Quốc này tiếp tục đưa thêm mẫu Lincoln Co 6 về Việt Nam. Thời điểm ra mắt chính thức mẫu xe này là ngày 15 tháng 6 tới. Lincoln Co 6 sẽ là mẫu xe nhỏ nhất của thương hiệu này tại Việt Nam, được định vị ở phân khúc xe gầm cao hạng B, cùng với những cái tên như Hyundai Creta, Kia Seltos, Mitsubishi Fox. Phía đại lý tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mẫu xe này dự kiến sẽ có mức giá hơn 700 triệu đồng.
Kích thước của mẫu xe này lần lượt đạt 4340, 1820, 1625mm, chiều dài cơ sở 2640mm. Có thể thấy, chiều dài cơ sở Lincoln Co6 gần như lớn nhất phân khúc, xếp sau Fox, 2650mm. Không chỉ tiết lộ giá bán dự kiến, đại lý tại thành phố Hồ Chí Minh còn chia sẻ thêm những trang bị có trên mẫu 6 gồm hệ thống an toàn nâng cao ADAS, cửa sổ trời, động cơ 1.5 lít tăng áp cho công suất 174 mã lực, màn hình trung tâm 12,3 inch có kết nối Apple CarPlay, Android Auto không dây.